Ngày 21 tháng 12 tại huyện Mộc Châu, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Sơn La. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành và hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ. Tại buổi làm việc, tỉnh Sơn La đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Theo đó, năm 2023, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, công tác xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh đạt được kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh năm 2023 ước đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng 1,97% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 8.700 tỷ đồng, tăng 4,57%, khu vực dịch vụ đạt trên 14.100 tỷ đồng, tăng 5,77%. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi tích cực, lượng khách tăng cao, doanh thu xã hội ước đạt 4.700 tỷ đồng. Lĩnh vực an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của nhân dân được nâng lên. Tỉnh luôn dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với những chính sách về hỗ trợ việc làm, vay vốn phát triển kinh tế, làm nhà đại đoàn kết. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, đã bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn về sự hợp tác hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh đối với tỉnh Sơn La, đặc biệt là sự kiện du lịch Sắc màu Sơn La Tây Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2023. Đoàn công tác Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao sự hợp tác của hai tỉnh thành phố trong thời gian qua. Trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ tỉnh Sơn La trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kết nối phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa dân tộc, tiêu thụ sản phẩm nông sản và công tác an sinh xã hội.